Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Kết thúc tập trước, sau khi Chung Hán Đồng và Tử Kỳ bị Thác Bạc Chiến Thiên nhẹ nhàng giải quyết, thì Đàm Đài Huyền Trọng liền biết lần này Hoàng Phủ Thánh đã không còn cơ hội tham gia thi đấu Vĩnh Hằng Tiên Tông nữa rồi. Đúng lúc tất cả mọi người đều lâm vào tuyệt vọng, thì Đàm Vân lên tiếng thỉnh cầu một trận chiến. Mà ở đối diện, Dự Yên vô cực nghe thấy thế thì lớn tiếng mỉa mai, hắn nói Hoàng Phủ Thánh không còn người sao, mà lại để cho một tên tạp dịch đệ tử lên khiêu chiến lúc này trong đám người hoàng phủ thánh thấy đàm vân ra khiêu chiến cũng không có ai vui mừng bọn họ cũng chỉ nghĩ là đàm vân ra cho có đủ ba người lên khiêu chiến mà thôi còn về phía thi giao thẩm tố băng và đường hinh doanh thì trực tiếp ngăn cản đàm vân luôn bọn họ không muốn đăng mạch lại mất đi một thiên tài mà đàm vân nếu như không phải muốn tiến vào vĩnh hằng chi địa thì hắn cũng không cần phải làm việc vô nghĩa này nhưng hiện tại tất cả đám người đều phản đối như vậy đàm vân sợ chuyện không thành nên trực tiếp quỳ hướng xin đàm đài huyền trọng vừa quỳ xuống đàm vân liền nói vinh quang của tông môn không cho phép người khác chà đạp nói xong đàm vân thấy trong ánh mắt của đàm đài huyền trọng có chút do dự thế là để cho chắc ăn đàm vân liền ra ký hiệu cho đám người đại ngưu nói giúp thấy hành động đó của đàm vân đại ngưu liền hiểu nếu không chắc chắn đánh bại đối thủ thì đàm sư huynh sẽ không làm vậy thế là cả đám dược viên đệ tử thay nhau xin đàm đài huyền trọng đồng ý với thỉnh cầu đó của đàm vân sau một hồi suy nghĩ cuối cùng đàm đài huyền trọng cũng đồng ý mà thác bạc chiến thiên khi thấy một tên tạp dịch đệ tử lại dám khiêu chiến với mình thì trong mắt hắn liền nở rộ sát cơ đàm vân vừa bước lên thác bạc chiến thiên liền thi triển ra phiêu miễu huyển bước rồi liền theo đó là một thanh kiếm trong tay hắn xuất ra hướng cổ đàm vân chém tới nhưng khi một kiếm kia sắp chạm vào cổ đàm vân thì đàm vân liền thi triển ra hồng mông thần bộ vì tốc độ quá nhanh nên tàn ảnh của đàm vân còn chưa có tiêu tan mà khi một kiếm của thác bạc chiến thiên chém qua, không có thấy máu của đàm vân rơi xuống, thì hắn liền sửng sốt khi phát hiện tốc độ của đàm vân còn nhanh hơn cả hắn. Nhưng thác bạc chiến thiên còn chưa kịp làm ra hành động gì, thì đàm vân đã xuất hiện bên trái hắn, bàn tay đàm vân vung lên đã bóp chặt cổ của hắn rồi. Thế bản thân đơn giản như vậy đã bị đàm vân chế trụ, trong mắt thác bạc chiến thiên lộ ra một tia không cam lòng. Khi hắn đang định nói gì đó, thì đã bị đàm vân bóp nát cổ, thế là một thi thể không đầu ngã xuống, rồi sau đó Đàm Vân liền dùng một cước đạp nát thi thể không đầu này. Nhìn Thác Bạc Chiến Thiên bị đạp nát thân thể, cả đám đệ tử Vĩnh Hằng Tiên Tông đều trầm mặt không nói gì, còn bên phía Hoàng phủ Thánh, thì từ trưởng lão đến đệ tử đều mở cờ ăn mừng, bọn họ cũng không ngờ tới Đàm Vân có thể giết chết Thác Bạc Chiến Thiên một cách dễ dàng như vậy. Lúc này, bên phía Vĩnh Hằng Tiên Tông, có một tên trưởng lão chạy ra, hắn quỳ trước mặt Nhữ Yên vô cực nói: "Thác Bạc Chiến Thiên mấy hôm trước đã tiến vào cao giai luyện khí sư, hắn định đợi mấy ngày nữa mới nói ra, nhưng hiện tại Thác Bạc Chiến Thiên đã chết, làm cho Vĩnh Hằng Tiên Tông mất đi một đệ tử ưu tú, rồi hắn khẩn cầu Nhữ Yên vô cực hãy trả thù cho Thác Bạc Chiến Thiên. Nghe xong tin tức này, sát khí trên người Nhữ Yên vô cực nổi lên, rồi hắn hướng ánh mắt tràn đầy sát khí đó nhìn chằm chằm Đàm Vân. Thấy thế, Đàm Đài Huyền trọng tiếng lên cười nói, không ngờ được là thực lực hai tông của ta vẫn chênh lệch lớn như vậy. Đệ tử giỏi nhất của ngươi lại không thắng được một đệ tử tạp dịch của Hoàng Phủ Thánh Tông ta nói xong đàm đài huyền trọng dừng lại nhìn biểu cảm của nhữ yên vô cực một lát rồi hắn lại nói tiếp không biết đệ tử của người bị chết người có thực hiện ước định cho chúng ta tham dự vĩnh hằng tiên tông không nghe đàm đài huyền trọng nói vậy nhữ yên vô cực liền lấy lại bình tĩnh rồi nói những lời ta nói ra đương nhiên sẽ tuân theo nhưng mà trong ba người mà ngươi cử ra đến cuối cùng lại đổi thành đàm vân nói như vậy thì ước định kia cũng không còn hiệu lực nữa nghe thấy nhữ yên vô cực nói vậy khiến đàm đài huyền trọng dẫn đến tím mặt đúng lúc này đàm vân tiến đến trước người đàm đài huyền trọng cung kính nói khẩn cầu tôn chủ ân chuẩn cho đệ tử đại diện cho tôn chủ để cùng tôn chủ vĩnh hằng tiên tông và cung chủ thần hồn tiên cung hiệp đàm nghe đàm vân nói vậy ban đầu đàm đài huyền trọng cũng có chút giật mình nhưng sau một hồi suy nghĩ thì đàm đài huyền trọng cũng đồng ý với yêu cầu đó của đàm vân vì hắn mơ hồ cảm nhận được cục diện ngày hôm nay có thể thay đổi trong tay đàm vân vừa được phê duyệt xong Đàm Vân liền tiến lên phía trước hướng chư các vũ nói. Không biết sau này chư các cung chủ có cùng với nhữ yên tông chủ, ngăn cản không cho Hoàng Phủ Thánh Tông chúng ta tiến vào chư thần chiến trường. Nghe Đàm Vân hỏi vậy, chư các vũ thản nhiên nói, đó là điều đương nhiên. Đàm Vân cũng không mấy để ý đến câu trả lời đó của chư các vũ, mà hắn liền hướng nhữ yên vô cực nói. Không biết nhữ yên tông chủ và gia các cung chủ có dám cùng ta đánh cực một trận. Thấy Đàm Vân nói thế, nhữ yên vô cực mang theo giọng kinh thường nói, người có tư cách gì mà dám cùng chúng ta đánh cược nói xong nhữ yên vô cực lại hướng đàm đài huyền trọng khuyên hắn nên nhanh chóng đưa đàm vân về để tránh làm bản thân mất mặt nhưng mà đàm vân cũng không đợi cho đàm đài huyền trọng trả lời mà hắn lại nói luôn như vừa rồi nhữ yên tông chủ nói vì ta thay người thế nên ước định bị hủy nếu vậy ta lấy thân phận là tạp dịch đệ tử của hoàng phủ thánh tông khiêu chiến tất cả nội môn đệ tử của vĩnh hằng tiên tông nếu như ta thắng khi cuộc thi đấu ngày mai hoàng phủ thánh tôn vẫn tham gia như cũ mà danh ngạch tiến vào vĩnh hằng chi địa cứ theo kết quả mà phân phối còn như ta thua thì chết nói xong lời này đàm vân dừng lại một chút rồi hắn lại nói tiếp không phải nhữ yên Tông chủ muốn giết ta để trả thù cho thác bạc chiến thiên hay sao hiện tại ta cho ngươi cơ hội ngươi có gan dám đáp ứng không thấy đàm vân ngang nhiên khiêu khích như vậy nhữ yên vô cực liền đồng ý ngay hiện tại sự tình đã đến mức này đàm đài huyền trọng liền tiến đến bên cạnh đàm vân nói ngươi vì tông môn mà làm vẻ vang việc này tông chủ ta biết nhưng sự việc hiện tại ngươi lưỡng sức mà làm không thể lỗ mãn hành sự nhưng sau khi đàm đài huyền trọng thấy đàm vân rất kiên định với quyết định của mình thì cũng chỉ biết chúc hắn may mắn mà thôi đàm đài huyền trọng vừa nói xong thì đàm vân tiến về phía 200 tên nội môn đệ tử rồi chỉ một ngón tay về phía bọn họ nói gia các cung chủ hôm nay ta hướng tất cả nội môn đệ tử của ngươi phát ra lời khiêu chiến nếu có bất kỳ một ai có thể thắng ta, thì tính mệnh của ta tùy ngươi xử lý. Nhưng nếu như ta thắng, thì trong vòng 100 năm, mỗi khi chư thần chiến trường được mở ra, thì hoàng phủ thánh tông chúng ta phải có người được vào. Nghe Đàm Vân nói vậy, Chư Các Vũ cười to, ánh mắt khinh bỉ nhìn Đàm Vân nói: "Ta đồng ý với ngươi, nhưng trước hết phải xem ngươi còn sống để nói tiếp được không đã." Chư Các Vũ vừa dứt lời, thì một tên trưởng lão tiến về phía hắn hỏi: "Trận đấu lần này để ai tham gia?" Không cần suy nghĩ nhiều, chưa các vũ liền nói, để thiếu chủ xử lý đi. Nghe thế, tên trưởng lão này hiểu ý ngay, thế là hắn liền lấy ra phi kiếm bay về một hướng, chắc là đi gọi thiếu chủ của bọn chúng đến. Sau nửa canh giờ, thì có ba bóng người chân đạp phi kiếm bay đến đây. Một trong số đó là tên trưởng lão vừa nãy, còn một nam tử khác chắc là thiếu chủ như yên thần. Còn nữ nhân còn lại kia chính là thánh nữ Nam Cung Ngọc Thấm. Vừa đến nơi, Nam Cung Ngọc Thấm liền chạy đến chỗ chưa các vũ cung kính nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Lúc này, chưa các vụ hướng Nhữ Yên Thần nói qua về một số hành vi khiêu khích của Đàm Vân. Nghe xong mọi chuyện, Nhữ Yên Thần bay lên không trung, rồi hắn lớn giọng nói, Bạn thiếu chủ đã đến, tên tạp dịch Đàm Vân đâu, mau lăn ra đây. Đàm Vân nghe thế thì chậm rãi bước đến chỗ Nhữ Yên Thần, khi còn cách hắn 300 trượng thì Đàm Vân bỗng nhiên sử dụng hồng mông thần bộ. Thấy tốc độ của Đàm Vân nhanh như thế, làm cho Nhữ Yên Thần cũng hơi kinh ngạc. Nhưng sau đó Đàm Vân đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn rồi ngay lập tức Đàm Vân đánh ra một chưởng. Nhữ Yên Thần đối mặt với công kích đầy bất ngờ của Đàm Vân thì cũng không hoảng loạn, tay trái hắn vung ra một quyền đối chọi với Đàm Vân. Quyền chưởng giao nhau, ngay sau đó chỉ thấy Nhữ Yên Thần bị đánh cho bay ngược ra sau, còn Đàm Vân thì lông tóc không tổn hao gì, hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Chớp lấy cơ hội này, Đàm Vân liền phóng tới chỗ Nhữ Yên Thần công kích tiếp, mà về phía Nhữ Yên Thần, lần đầu giao thủ đã ăn chút thiệt thòi, thế nên lần này hắn cũng thi triển ra thực lực của mình chỉ thấy trên đỉnh đầu Nhữ Yên Thần mơ hồ xuất hiện 10 bóng ảnh hình thú, thoáng hiện lên rồi mất đi, nhưng mà sau đó thì thực lực của hắn liền tăng vọt. Mà Đàm Vân trong khi lao đến cũng phát hiện ra điều này, hắn cũng không dám coi thường, nên dốc toàn lực đánh một chưởng về phía Nhữ Yên Thần. Mà Nhữ Yên Thần lần này cũng dốc toàn lực, tay phải hắn cũng đánh ra một chưởng hướng phía Đàm Vân. Ngay sau đó, hai chưởng giao nhau, cùng phong theo đó nổi lên, rồi một tiếng thét chói tai từ trong cơn cuồng phong vang ra theo đó là thân hình như yên thần bị đánh bay ra, cánh tay phải của hắn thì da thịt nổ tung, còn miệng thì không ngừng phun ra máu tươi. Còn đàm vân, hắn chỉ vẻn vẹn lui ra sau một bước, cả người không thấy xuất hiện thương thế gì.